Tình hình bất ổn tại một số thành phố của Iraq đang khiến số người bỏ nhà đi sơ tán không ngừng tăng lên. Trước thực trạng này, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đã và đang nỗ lực tìm mọi cách cung cấp chỗ ở cũng như nhu yếu phẩm cần thiết nhằm hỗ trợ họ sớm ổn định cuộc sống. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã phát đi một đoạn video cho thấy các trại tạm đã được dựng lên tại ngôi làng Anquis để hỗ trợ hàng trăm nghìn người Iraq đang chạy trốn khỏi các cuộc bạo lực đang diễn ra tại miền Bắc đất nước này. Con tôi khóc suốt vì sợ hãi, chúng không muốn rời khỏi nhà, có đứa thì ốm đến mức không thể đi được, nhưng chúng tôi vẫn phải đi, không còn lựa chọn nào khác. Không chỉ tại Anquis mà tại các địa phương khác xung quanh thành phố bị thất thủ Mosul, hàng nghìn trại tạm cũng đã được dựng lên nhằm giúp người tị nạn dễ dàng tìm thấy chỗ trú ngụ tạm thời cũng như các mặt hàng cứu trợ thiết yếu. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cũng đã bắt đầu tiến hành phân phát lương thực cho những người phải bỏ nhà đi sơ tán, trong bối cảnh tình trạng khan hiếm lương thực đang trở nên ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, phải cùng một lúc phải giúp đỡ quá nhiều người, khiến công việc của các tổ chức gặp không ít khó khăn. Trong một diễn biến liên quan, ngày 16 tháng 6, Liên Hợp Quốc đã sơ tán 58 nhân viên từ Baghdad sang thủ đô Amman của Jordan, đồng thời có thể tiến hành các đợt sơ tán tiếp theo cho những ngày tới, sau khi phiến quân Hồi giáo người Sunni chiếm miền Bắc Iraq.